Sáng ngày 20 tháng 5, con hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh được phong tỏa do có ca nghi mắc COVID-19. Con hẻm được dựng rào chắn, rất đông công an, nhân viên y tế, bảo vệ dân phố túc trực lấy mẫu xét nghiệm. Người ra vào con hẻm được hạn chế. Ca nghi mắc COVID-19 là nữ, sinh năm 1963, ngụ quận 3, bán quán ăn tại nhà. Ngày 19 tháng 5, người này có triệu chứng bệnh đường hô hấp, đến khám tại Trung tâm Y khoa Medic, có kết quả xét nghiệm X quang phổi và CT scan phổi có tổn thương. Sau đó qua khám sàng lọc tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, bệnh nhân và người con đi cùng đã được lấy mẫu xét nghiệm chuyển bệnh viện bệnh nhiệt đới. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân này dương tính với SARS-CoV-2, người con đi cùng có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Sau khi tiếp nhận thông tin, thành phố tiến hành các biện pháp phòng chống dịch. Điều tra ban đầu đã truy vết 15 trường hợp tiếp xúc gần tại nơi ở. Tất cả đã được chuyển cách ly và lấy mẫu xét nghiệm khẩn. Cũng liên quan vụ việc, bác sĩ Phan Thanh Hải, giám đốc Trung tâm Y khoa Medic, cho biết hiện đơn vị ngưng tiếp nhận bệnh nhân vào thăm khám xét nghiệm theo chỉ đạo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật HCDC thành phố Hồ Chí Minh.